Xin chào tất cả các bạn và các em, chúng ta lại quay trở lại chuỗi lý thuyết ST lipid hay sai cùng với thầy Minh Mialin. Và cái chuỗi này được thầy thực hiện bởi vì một cái lý do, đó là rất rất nhiều bạn 2K5 mà thầy biết được, các bạn đấy mặc dù đã học xong phần ST lipid từ lâu rồi nhưng các bạn vẫn bị sai những câu dễ hay là những câu mẹo từ đề của bộ hay là bất kỳ một cái đề nào đó khác. Thế chính vì vậy nên là thầy thực hiện cái chuỗi này để có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em 2K5 không bao giờ bị sai bất kỳ một câu lý thuyết nào về ST và lipid nữa. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy. Cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học cũng như là comment đáp án đó là cái động lực không hề nhỏ để thầy có thể thực hiện liên tục những cái buổi học như như thế này để thầy chia sẻ kiến thức cho các em. Ok ạ, câu số 1 ạ. Ethyl propionate là este có mùi dứa. Công thức của ethyl propionate là ethyl propionate ạ. Propi nhỉ. C2 H5 COO. Đúng rồi, ethyl ạ. C2H5. Vậy nó là gì đấy? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em nhá. D ạ. Câu số 2. Triolein ạ. Câu số 2 ạ. Triolein là có trong dầu lạc, dầu vừng, dầu cọ, công thức phân tử của triolein. Thì triolein nó được tạo bởi từ axit oleic, đúng không? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là gì? Triolein C17H33, CO tất cả 3 lần C3H5. Rất dễ. Câu số 3. Ethyl acetate được sử dụng làm rộng rãi, làm dung môi của các phản ứng hóa học cũng như sử dụng để tẩy thuốc sơn móng tay. Đấy, các em nhớ chưa? Công thức hóa học của ethyl acetate là cái mà chúng ta hay để tẩy sơn móng tay đấy. Đấy là ethyl acetate. Công thức hóa học của ethyl acetate là gì? Là gì ạ? CH3COOC2H5 các em nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Đấy, thực ra những cái câu hỏi này là những cái câu hỏi mà thầy trích từ những cái đề thi thử trung học phổ thông quốc gia của các sở, của các tỉnh, của các trường chuyên của năm vừa rồi. Đấy. Thì cái việc mà soạn đề này mất rất nhiều thời gian nhá. Để mà có được những cái đề nó chuẩn chỉ như này cho các em thì không phải chỉ là công sức của bên soạn đề, không chỉ là công sức của anh trợ lý cắt để cắt đề cho các em mà còn cả công sức làm nội dung quay video của thầy nữa. Nên rất là mong muốn tất cả các bạn có thể ủng hộ lại thầy và cả team của thầy, team Minh Mialin, bằng những cái nút share, bằng những cái comment, bằng những cái bình luận, bằng những cái lượt mà chia sẻ ở trên fanpage để mà team của thầy có cái nguồn động lực dồi dào để có thể sản xuất được nhiều nội dung cho các em nhiều hơn nữa để giúp đỡ các em. Cảm ơn các em rất nhiều. Câu số 4. Chất nào dưới đây không phải ST? Anh này ST rồi đúng không? Phenin acetat, etin acetat, vinin acetat, chỉ có anh ý B ấy, nó là anh axit đúng không? Đuôi nó là COH, nó là axit. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu số 4 là đáp án B. Câu số 5 ạ. Tên gọi của este này có cấu tạo là gì? Thế cái đấy, cái vấn đề tên gọi este nó là vấn đề muôn thuở. Anh này là gì ạ? Vinin đúng không? Nhóm thế này nhóm thế vinin. Tên gọi theo nhóm thế vinin. Acetat. Ok không ạ? Vinin acetat, đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu số 6. Chất nào sau đây là axit béo? Thì axit propionic là C2H5. COH thì nó không phải axit béo. Axit acetic là CH3. COH nó cũng không phải chất béo. Không phải là axit béo. Axit formic cũng vậy. HCOH cũng không phải axit béo. Vậy suy ra axit béo đây chỉ có thể là axit oleic C17 H33 COH. Ok không ạ? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Câu số 7 ạ. Thủy phân chất béo thì luôn thu được chất nào sau đây? Thì chúng ta đã làm rất là nhiều rồi, chúng ta biết là thủy phân chất béo thì chúng ta luôn luôn thu được glycerol. Đúng không ạ? Vậy glycerol thì nó luôn luôn là sản phẩm mà chúng ta thu được khi chúng ta thủy phân một thành chất béo, kể cả thủy phân trong môi trường axit hay thủy phân trong môi trường kiểu. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Câu số 8. Đề sở Nam Định lần 1 năm 2022. Ở điều kiện thích hợp, este nào sau đây có thể tham gia phản ứng Tráng Bạc? Thế các bạn lưu ý điều kiện để một chất thực hiện phản ứng Tráng Bạc đó là nó có nhóm chó hoặc là có đầu HCO. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy, vậy để một este thì chắc chắn nó không có nhóm chó rồi. Vậy để nó tráng được bạc
thì bắt buộc nó phải có nhóm chức gì ạ? À, nó phải có dạng HCOOR phải. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu số 9 ạ. Cho chất béo có công thức thu gọn sau, tên gọi đúng của chất béo đó là. Cái này phải đếm rồi các em ạ. Cái này mình bắt buộc phải đếm. À, các em cùng đếm thầy nhá. Đây. 1 cộng 7 là 8. 8 cộng 1 là 9, 9 cộng 1 là 10. 10 cộng 7 là 17. C17. Một đôi đôi thì nó sẽ là H33 rồi. COO tất cả 3 lần C3H5. Vậy C17H33 thì nó chỉ có thể là triolein. Đấy không ạ? Vậy đáp án đúng câu số 9 của chúng ta nó là đáp án D các bạn nhé. Các bạn hiểu không ạ? Ok. Rất là cảm ơn các em đã rất là nhiệt tình comment cũng như là chia sẻ cũng như là bình luận trong buổi học ngày hôm nay. Câu số 10 ạ. Thủy phân STX trong dịch NaOH thì thu được natri acrylat và ancol metric. X tác dụng với NaOH mà thu được natri acrylat CH2 nối đôi CHCONA. Đấy, thì bây giờ bạn nào mà không nhớ được cái tên natri acrylat thì là toàn còn gì nữa, làm sao giải được câu này. Thế nên cái tên gọi của este nó cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng đến rất rất nhiều các bài sau. Nên các bạn phải chú ý. Cộng với ancol metilic là CH3OH. Vậy anh X nó sẽ là CH2 nối đôi CHCOO CH3. Được chưa? Hay có thể viết dưới dạng là C2H3 COO CH3. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Quá dễ nhỉ. Câu số 11 ạ. Câu số 11 này cái skill để giải về đồng phân của ST này thầy đã dạy rất rất nhiều, kể cả live bên ngoài fanpage cũng như là dạy ở bên trong cái khóa live stream thầy. Thế thì hôm nay thì thầy vẫn xin phép là thầy sẽ giải theo phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8 của thầy. Còn một phương pháp nữa là viết hết ra. Thì phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8 thì ở đây mình sẽ có là R1 cộng với R2 thì nó bằng 2. Vậy mình sẽ có là 0 cộng 2 thì bằng 0 cộng 2 này, 1 cộng 1 này, đúng không? Vậy mình sẽ có là 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 1, 1, 1, 1. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có này. Số đồng phân của công thức phân tử C3SO2 là mình chỉ có mấy thôi? 2 thôi. Đáp án đúng là đáp án D. Kinh chưa? Cái chiêu của thầy làm dã man không? Sợ. Câu số 12 ạ. Thủy phân STX. Thủy phân này trong môi trường axit rồi. Thì thu được sản phẩm gồm C2H5, COOH và CH3OH. Vậy ngay tức mình suy ra thằng X này được tạo bởi thứ hai này. Thì nó sẽ là C2H5, COO, CH3. Hay công thức phân tử của nó sẽ là C4H8O2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án này. Các bạn thấy ok không? Quá dễ nhỉ. Câu số 13. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm etin propionat. Etin propionat C2H5 COO C2H5 và etin format HCOO CH5. Trong dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm gì? Thế đây mình phải viết phương trình thủy phân nhé. Có bạn nào mà nắm được thì nhìn này. Mình sẽ tạo được thành hỗn hợp hai muối là C2H5 CONA và HCOONA cộng với anh C2H5OH. Vậy là mình sẽ thu được hai muối và một ancol nhá. Hai muối và một ancol. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Hai muối và một ancol. Câu 13. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH tạo thành kali acetat? Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH để tạo thành kali acetat? Vậy thì mình phải nắm được để giải nhanh nhá, mình phải nắm được kali acetat là gì? CH3COOK, đúng không? Vậy một anh mà tác dụng với KOH để tạo thành kali acetat thì khi và chỉ khi nó có cái đầu là CH3CO. Các bạn nắm được chưa? Bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ cần đi tìm cái anh nào có đầu là CH3CO thôi.
mình nhìn thấy đáp án A có đầu CH3CO luôn. Mình viết thử phương trình của nó. CH3COO CH3 mà cộng với lại cao H thì nó sẽ tạo thành là CH3 COOK cộng với lại CH3 OH. Đấy chưa? Vậy chất mà tác dụng với cao H tạo thành kali acetat thì nó chỉ có thể là đáp án trong các đáp án A, B, C, D thì đáp án A là đáp án chính xác. Câu 15. Đun nóng vinil acetat CH3COO CH nối đôi CH2 vinil acetat trong dịch carbon loãng. Trong dịch carbon loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì sản phẩm thu được là, đây là câu trong đề sở dục Lào Cai lần 1 năm 2022. Cái lúc đấy mà thầy chữa cái đề này có rất nhiều bạn bị sai. Tại vì các bạn ấy quên mất một điều đặc biệt của anh ete. Đó là đây này, những ete của anh vinin ấy thì khi thủy phân ấy nó không tạo thành ancol đâu mà nó tạo thành anhydride. Các bạn nhớ nhá, đây này. Sản phẩm nó là CH3COOH và không có cái chất mà OH đính với nối đôi tồn tại đâu mà ngay tức nó chuyển thành CH3CHO. Vì vậy nên sản phẩm của mình nó sẽ là đáp án A các bạn nhé. Bao nhiêu bạn sai cái câu này thì giơ tay đi xem. Bao nhiêu bạn sai câu này giơ tay đi xem. Sai nhỏ lắm nhỉ. Câu 16 ạ. Để sở Yên Bái. Este nào sau đây trùng hợp tạo thành polymer? Thì để điều kiện một anh este mà có khả năng thực hiện phản ứng trùng hợp ấy, thì nó phải có nối đôi CC. Metinacetat CH3COO CH3 không có nối đôi CC. Metinpropionat CH5COO CH3 không có nối đôi CC. Metinacrylat COO CH3 có nối đôi CC. Đúng không ạ? Vậy mình lấy ngay đáp án C. Ok, chính xác. Câu 17 ạ. Câu thí nghiệm vận dụng cao. Thêm 4ml ancol isoaminic và 4ml isoaminic này. Ml axit acetic kết tinh vào khoảng 2ml carbon đặc nóng. Lắc đều, sôi từ từ, lấy ra làm lạnh. Ống nghiệm lớn chứa 10 lít nước lạnh. Bước 2 phản ứng xảy ra este hóa chính xác. Ancol tác dụng với axit trong môi trường carbon đặc là phản ứng este hóa chính xác. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp chính xác, ngâm vào nước lạnh thì khi mà nhiệt độ giảm xuống đấy, thì lớp este không tan nó sẽ phân tách với lớp còn lại. Có thể thay thế nước lạnh trong cốc 3 bằng dịch NaCl bão hòa. Có thể thay thế nước lạnh trong cốc 3. Chính xác, có thể thay thế bằng NaCl bão hòa, chính xác. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín, chính xác. Isoaminic cộng với axit acetic thì tạo thành isoamin acetat. Được chưa? Chính xác. Hai môn đặc đóng vai trò là chất xúc tác hút nước để chuyển dịch cân bằng. Chính xác. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có 5 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án D. Ok các em nhá. Câu 18 ạ, là một câu hình vẽ thí nghiệm các bạn nhìn không? Hình vẽ minh họa phương pháp điều chế isoamin acetat trong phòng thí nghiệm. Đấy, đây là hình vẽ. Cho các phát biểu sau, đề bài hỏi là số phát biểu đúng. Cho các phát biểu sau và đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng. Thế là mình phải nhìn đã. Để điều chế được isoamin acetat thì trong cái hỗn hợp bình có nhánh này, nó phải gồm ancol, isoaminic, acid acetic và H2SO4 đặc. Được chưa? Đấy, hỗn hợp lỏng trong bình cầu gồm ancol, isoamilic, acid acetic và acid sulfuric đặc với A đúng này. Thế thì cái anh este ấy nó tạo thành thì nó theo cái hơi nó bay ra đây. Nó bay vào trong cái ống sinh hàn này, nó chui ở đây thì đây là este này. Isoamin acetat. Được chưa? Thế thì bây giờ cho trong phễu chết thì trong này nó có lẫn cả nước nữa. Thì lớp chất lỏng nhẹ hơn này nó sẽ là este. Lớp chất lỏng nặng hơn này nó sẽ là nước. Được chưa? Vậy trong phễu chết lớp chất lỏng nặng hơn thành phần chính là isoamin acetat là sai, nó là nước. Vì este đấy luôn luôn nhẹ nước.
Nhiệt kế dùng để kiểm soát nhiệt độ trong bình cầu con nhánh, chính xác. Phễu chiết dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau, chính xác. Dầu chuối tinh khiết có thể được sử dụng làm hương liệu phụ gia cho thực phẩm, chính xác. Chúng ta vẫn hay nấu chè đấy. Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit acetic 15%. Thực ra nguyên chất khan chứ ăn ai vẫn còn hiệu suất phản ứng không tròn 100%. Thế mà đây lại sử dụng 15% thì lấy đâu ra được hiệu suất phản ứng nó cao được. Làm sao mà tăng được hiệu suất? Nước trong ống sinh hàn được lắp vào chạy vào 1 và chạy ra 2. Chỗ này là chính xác. 1 2 3 4 5. Vậy mình sẽ có tổng cộng là 5 phát hiệu. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Nha. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B bỏ. Các bạn có hiểu không ạ? Đấy, đây là phần thí nghiệm vận dụng cao mà sau này các bạn sẽ gặp rất rất nhiều. Và tương tự như vậy thì câu 19 cũng là một trong số những câu thí nghiệm vận dụng cao. Trong phòng thí nghiệm, etin acetat được điều chế theo các bước sau. Bước 1, cho ancol etylic và axit acetic nguyên chất và một giọt axit sulfuric đặc vào ống nghiệm. Bước 2, lắc đều đồng thời đun cách thủy 5 đến 6 phút trong nồi nước nóng 65 đến 70 độ C hoặc đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn không được đun sôi. Bước 3, làm lạnh và rót thêm vào ống nghiệm 20 lít dung dịch NaCl bão hòa. Các phát biểu sau. Axit sulfuric đặc có vai trò chất xúc tác hút nước để cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo ra etin acetat. Chính xác, cái này chính xác nhé. Ở bước 2, nếu đun sôi dung dịch thì etin acetat sôi ở 77 độ C bay hơi và thoát khỏi ống nghiệm. Chính xác. Nó bay hơi phát nào nó biến mất luôn. Được chưa? Vì vậy nên mình không được đun sôi. Ở bước 1, thay thế ancol etylic và axit acetic nguyên chất bằng dịch ancol 10 độ và axit 10 độ sai. Mình phải cần dùng nguyên chất thì nó mới làm sao? Thì nó mới tăng hiệu suất được. Muối ăn tăng khả năng phân tách este và hỗn hợp phản ứng thành hai lớp, chính xác. Etin acetat tạo thành mùi thơm của chuối chín, sai. Mùi thơm của chuối chín là isoamin acetat. Vậy số phát biểu đúng 1, 2, 3 B bỏ. Mình có 3 phát biểu đúng các bạn nhé. Ok. Câu số 20, câu cuối cùng. Câu số 20 rất hay. Câu 20 là một câu mà xây dựng công thức tổng quát, xây dựng công thức cấu tạo của este. Câu này các bạn rất sợ đúng không? Đây là một câu mức độ vận dụng và vận dụng cao. Các bạn rất kinh. Các bạn nhìn vào đây ạ. Este 2 trước mạch hở C7H10O4 2 trước mạch hở. Đây este X. Thủy phân hoàn toàn X trong dịch NaOH đun nóng thì thu được ancol Y và hai chất hữu cơ Z và T. Trong đó phân tử khối của Z là nhỏ nhất. À, Z nhỏ hơn Y. Nhỏ hơn TT lớn nhất. À, phân tử khối của Z nhỏ hơn phân tử khối của Y nhỏ hơn phân tử khối của T. Y tác dụng với CuH 2 lần nhiệt độ thường. CuH 2 lần nhiệt độ thường để tạo thành dung dịch màu xanh lam. Vậy cái này tương đương với việc Y là ancol đa kề, đa và kề. Y là ancol đa và kề. Đấy, bây giờ là cho các phát biểu đấy để bài yêu cầu chúng ta xác định được là có bao nhiêu phát biểu đúng. Căng thẳng nhá. Thế bây giờ nhá, chúng ta sẽ lần thế này. Phân tử khối của Z nhỏ hơn phân tử khối của Y nhỏ hơn phân tử khối của T. Anh này hai chức đã. Hai chức đã. Mình đi tìm số liên kết pi. Số liên kết pi của anh X thì bằng lấy anh số nguyên tử carbon nhân 2 cộng 2 trừ số nguyên tử hydro được bao nhiêu chia 2. 16 trừ đi 10 còn 6 6 chia 3. Vậy số liên kết pi bằng 3. Mà nó có hai chức, vì vậy nên suy ra nó sẽ có hai chức và một nối đôi CC. Bởi vì pi bằng 3 mà. Pi bằng 3 nên nó phải là hai chức và một nối đôi CC. Được chưa? Anh Y là ancol đa kề. Còn cho thêm dữ kiện gì nữa không? Không có dữ kiện gì nữa cả. Vậy bây giờ mình sẽ đi test thử xem nó là anh nào. Đúng không ạ? Trường hợp số 1, ancol đa kề trường hợp số 1 nó là CH2OH. CH2 OH. Hoặc trường hợp số 2, Y nó sẽ là CH2OH CHOH CH3.
Bây giờ với y là trường hợp thứ nhất là ethylene glycol đi. Thì mình sẽ có CH2OOC, CH2OOC. Được chưa? À, bắt buộc có nối đôi. C nối đôi C. Ok nha. Mấy carbon ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À mà đây có 7 cơ. Vậy cần một anh CH3 ở đây nữa. Thế nếu mà như vậy thì ancol Y của chúng ta nó sẽ là C2H6O2. Anh muối Z của chúng ta nhỏ nhất thì nó phải là CH3COONa. Anh T của chúng ta sẽ là C2H3COONa. Thì việc mà T phân tử khối lớn hơn thằng Y thì chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ Y với Z xem thằng nào lớn hơn. Thì phân tử khối của Y của chúng ta nó sẽ bằng là 24 cộng với 6 là bằng 30, 30 cộng 32 là bằng 62. 62 thì nhỏ hơn thằng này 82. Vì vậy nên loại. Đúng chưa? Anh còn đi không thể nhỏ thế được. Vậy mình còn trường hợp bên dưới. Anh này loại nhá. Bây giờ mình sang trường hợp bên dưới. CH2 OOC CH OOC CH3. Thì bắt buộc có nối đôi nên này phải là CH nối đôi CH2. Vậy là đủ 7 carbon, 1 2 3 4 5 6 7 nên cháu này chỉ còn là HCO thôi. Được chưa? Để anh este. Thế thì anh este này thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được thằng Y của mình là đây rồi. Thằng Z của mình nó sẽ là HCONa. Và thằng T của mình nó sẽ là thằng C2H3COONa. Sorry, trên này thầy ghi vừa nãy anh ghi nhầm, đây là C3H5. Thế là đúng là T thì lớn hơn Y. Và Y chắc chắn lớn hơn Z. Đúng không? Vậy là thỏa mãn. Nhá, vậy là thỏa mãn. Giờ đây bài hỏi chất Z có phản ứng tráng gương. Chúng ta nhìn ạ, ZHCONa tráng gương chặt. Vậy Z phản ứng tráng gương chính xác. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với X. Đúng rồi. Đây ạ, đây là một anh nữa là CH2OOCH, CHOOC, CH nối đôi CH2, CH3, đúng chưa? Có hai công thức, nhá, hai công thức. Chất T là mất màu dung dịch nước brom, anh này có nối đôi CC, mất màu dung dịch nước brom là chắc chắn luôn. Chất Y là propan 1,2 dion. Đúng rồi, propan 1,2 dion. Chính xác. Nung chất T với NaOH ở nhiệt độ cao thu được khí ethylene. Mình xem nhá. C2H3 COONa cộng NaOH trong môi trường Cl nung nóng thì thu được CH4 cộng Na2CO3. Vậy chính xác. Vậy đây chúng ta sẽ có tổng cộng bao nhiêu phát biểu đúng không ạ? Chúng ta có tổng cộng 5 phát biểu đúng. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Và đây là một câu về xây dựng công thức cấu tạo của máy nghe te điển hình mà sau này các em sẽ gặp rất rất nhiều nhá. Thầy chữa ở trong câu này này là thầy mong muốn là sau này các em có thể làm được những câu như này để đạt được đến trình độ cao nhất. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại chúng ta vào buổi học sau nhá. Bye bye, chào tạm biệt.